Xin chào bác sĩ Đinh Văn Thới, rất vui vì ngày hôm nay bác lại tiếp tục đồng hành cùng với Chuyện Trưa 12 giờ. Chúng ta thấy rằng là với bệnh thủy đậu á, thì trong dân gian mọi người hay gọi là bệnh trái rạ. Và các bậc phụ huynh thì thường hay xem nhẹ cái bệnh lý này. Vậy thì bệnh thủy đậu là gì và nó có sự tác động như thế nào đối với trẻ? Thủy đậu đó là một cái bệnh truyền nhiễm mà do virus gây ra. Virus này là herpes varicella gây ra. Thì thực sự bệnh thì nó sẽ diễn tiến rất là đơn giản thôi. Đôi khi chúng ta không cần điều trị thuốc mà bệnh nó cũng tự giới hạn tự hết. Thì những cái nốt đậu này nó nổi lên rồi nó sẽ vỡ ra là nó sẽ lành lại, nó đóng vẩy nó chốc vẩy ra. Tuy nhiên một số trường hợp thì những cái nốt đậu này nó sẽ bị nhiễm trùng trên da là thường gặp nhất. Nhiễm trùng này có thể là gây nhiễm trùng huyết là nặng hơn nữa. Một số trường hợp mà thủy đậu có thể là gây ra bệnh viêm phổi, có thể viêm màng não, những bệnh lý, những cái biến chứng nó nặng hơn. Mà đặc biệt là một số trường hợp đối với bà mẹ mang thai nữa, bị thủy đậu có thể là ảnh hưởng đến em bé nữa. Nói chung là về các bạn, thủy đậu nó là một truyền nhiễm có thể diễn tiến nhẹ, tuy nhiên có những biến chứng cần phải được theo dõi và điều trị kịp thời. Do đó chúng ta đừng nghĩ là đây là bệnh nhẹ và chúng ta chỉ ở nhà, chúng ta cũng tự chăm sóc. Tốt nhất thì bệnh thủy đậu phải gặp bác sĩ để bác sĩ đưa ra những lời khuyên. Có thể người ta sẽ bác sĩ sẽ cho những loại thuốc chống ngứa để đừng có gãi đừng nhiễm trùng nè. Một số trường hợp thì cũng cho thuốc bôi ngoài da để cho nó đừng sát trùng, đừng nhiễm trùng nữa. Và chính vì mọi người nghĩ rằng nó nhẹ cho nên là thường hay sử dụng những bài thuốc dân gian và lá dân gian áp dụng vào. Không biết là cái này thì nó đúng không ạ? Bệnh thủy đậu nếu mà chúng ta không có theo dõi, lỡ nó có xảy ra những cái biến chứng nặng, ví dụ là nhiễm trùng da nó gây lại sẹo cho bé nè, xấu gì sao? Nhiễm trùng huyết nặng lên thì chúng ta phải vào bệnh viện, chúng ta phải chích những kháng sinh vô nữa nè. Viêm màng não này, viêm não là những biến chứng rất là nặng nữa. Do đó chúng ta không có y mà chúng ta chỉ ở nhà mà chúng ta dùng những biện pháp dân gian mà chúng ta không có được hướng dẫn của bác sĩ. Vô tình chúng ta đắp những cái lá cây, những cái này kia lên vùng da của bé, làm cái vùng da nó sẽ bị ẩm đi, sẽ tạo cho một cái môi trường là vi trùng nó sẽ dễ dàng, nó sẽ tồn đọng vô đó, nó dơ bẩn đi. Khi các bé nó sẽ kích ứng, nó phải gãi nhiều hơn, mà gãi nhiều hơn thì những cái nốt đậu nó dễ vỡ, dễ nhiễm trùng. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta phòng vẫn luôn là tốt hơn. Vậy thì có những cái giải pháp phòng bệnh thủy đậu cụ thể như thế nào? Đầu tiên là chúng ta nhớ là các bé thì thường luôn tăng sức đề kháng của bé, ăn uống đầy đủ chất. Hai nữa là trong cái môi trường học hành thì luôn luôn những cái dụng cụ đồ chơi bàn ghế luôn luôn giữ vệ sinh sạch sẽ, môi trường thông thoáng để cho những cái nếu có lỡ bé một bé nào mà bị thủy đậu đó thì chúng ta cũng tẩy rửa hết để cho nó đừng lây những đứa khác. Ngoài ra chúng ta nhớ là đây là một cái bệnh lý nó dễ lây truyền, tuy nhiên nó đã có vaccine phòng ngừa, thì mong một bệnh lý nào mà có vaccine phòng ngừa chúng ta rất là yên tâm, chúng ta rất là vui mừng, tại vì đó là một cái vũ khí rất lợi hại của chúng ta để chống lại con virus này. Thì đối với vaccine thủy đậu thì chúng ta ngừa thì chủ yếu là có 2 mũi thôi. Thì các bé từ 9 tháng trở lên là chúng ta có thể là chích vaccine thủy đậu được rồi. Chúng ta nhớ là những bà mẹ dù ra được chích thủy đậu thì có kháng thể truyền qua những đứa con họ sinh ra. Nhưng mà sau khoảng 6 tháng là những cái kháng thể này sẽ giảm dần. Thì chích xong 2 mũi thì khả năng phòng ngừa rất là cao. Hầu như là mình khi mình tiếp xúc thì mình ít có bị. Mà bị thì cũng rất là nhẹ, không có để lại những cái di chứng nặng nề. Vậy thì nhỡ như với những cái trường hợp mà các bé chưa tiêm vaccine và các bé bị nhiễm thủy đậu thì chúng ta có những cái giải pháp gì để cho trẻ nhanh vượt qua khi mà bị bệnh hay không? Cái bệnh lý nó bệnh virus thì nó theo cái diễn tiến rồi, và muốn nhanh hay chăng nữa thì cũng rất là khó chị mình để nhanh. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy là khi mình chúng ta lỡ bị thủy đậu thì cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải làm sao cho đúng để cho cái bệnh này nó không nặng hơn. Một số cái biện pháp giống như là khi mà bác sĩ có thể ta dùng cái thuốc kháng virus đó thì để diệt cái con virus này, nếu mà thường thường đến giai đoạn sớm kìa, chứ để giai đoạn trễ thì dùng thuốc kháng virus thì hiệu quả không cao. Ngoài ra thì bác sĩ có thể ta dùng cho những cái thuốc kháng dị ứng, kháng histamine để giảm cái sự ngứa ngáy của bé, để cho nó bé nó không có gãi nhiều, mà không gãi thì nó không có nhiễm trùng cái chỗ nốt đậu, mà không nhiễm trùng nốt đậu thì nó sẽ không có để lại sẹo gì sao. Một câu hỏi cũng rất là nhiều người thắc mắc, tại sao trẻ nhỏ lại là đối tượng có nguy cơ nhiễm thủy đậu cao? Những đứa trẻ thì chúng ta thấy là trong môi trường sống hoặc đi học nè thì là đông đúc, mọi đứa rất nhiều với nhau, khi tiếp xúc với nhau thì cũng đó, nếu có một đứa bị thủy đậu thì vô tình nó làm cái nguồn lây cho những đứa khác. Không phải là chỉ trẻ nhỏ vậy đâu, cái người nào chưa chích ngừa thủy đậu, người nào mà chưa tiếp xúc thủy đậu, khi tiếp xúc thủy đậu đều có khả năng lây hết. Chứ không phải là trực tiếp vào trẻ nhỏ. Thực sự cao không phải gì người lớn trẻ đã bị hết rồi, hoặc là thì sao mà lớn bị được nữa, đúng không? Đó là hiển nhiên. Thường gặp là thường ta thấy là thủy đậu bị nhiều nhất dưới 10 tuổi, thường thường gặp từ 2 đến 7 tuổi. Bạn nào chích được 2 mũi là xong, là cái khả năng phòng ngừa rất là cao, hầu như là khi tiếp xúc bệnh thì hầu như là ít có bị lắm.
mà hầu như bị cũng bị nhẹ. Dạ vâng ạ. Xin được cảm ơn bác sĩ Đinh Văn Thới rất nhiều vì những thông tin mà bác sĩ mang đến rất hữu ích dành cho sức khỏe, mà cụ thể ở đây là bệnh thủy đậu ở trẻ nhỏ. Còn bây giờ đây thì Hoàng Trí xin mời quý vị sẽ cùng quay trở lại với MC tại phim trường chính.